Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ bảy ngày 15 tháng 2 năm 2020. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Một trong 6 tiêu chí quốc tế về an toàn người bệnh đó là giảm nguy cơ nhiễm trùng bệnh viện. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các bệnh viện đã triển khai nhiều biện pháp hiệu quả. Trước khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, FV luôn đảm bảo tiêu chí về phòng chống nhiễm khuẩn theo tiêu chuẩn quốc tế JCI, với tỷ lệ nhiễm trùng bệnh viện được kiểm soát ở mức thấp hơn 0,5%, ít hơn 20 lần so với các bệnh viện tại Việt Nam. Đặc biệt, đơn vị có hẳn một biệt đội kiểm soát nhiễm khuẩn. Khi đến FV thì chúng tôi sẽ có những cái ngay từ bạn tiếp xúc với những nhân viên y tế, nhân viên đầu tiên của bệnh viện, các bạn đó đã hỏi các bạn các câu hỏi liên quan đến yếu tố, ví dụ như có ho sốt không, hay là yếu tố dịch tễ là di chuyển hay tiếp xúc đó không. Và nếu có thì ngay lập tức các bạn sẽ được di chuyển tới một khu vực gọi là khu vực cách ly tạm thời. Tại đó thì các bác sĩ của chúng tôi sẽ làm những xét nghiệm cần thiết, sẽ sàng lọc kỹ hơn về yếu tố lâm sàng cũng như dịch tễ. Và dựa vào đó chúng tôi sẽ điền một cái form mẫu đó thì được gửi lên Trung tâm Phòng chống dịch bệnh của Thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn đơn giản và đã trở thành nét văn hóa tại FV đó chính là rửa tay. Bên cạnh đó, vấn đề vệ sinh khử khuẩn của bệnh viện luôn được chú trọng. Và đặc biệt là quy trình nhận diện bệnh nhân có nguy cơ lây nhiễm cũng luôn được đào tạo và diễn tập thường xuyên.